Án Sở Diễn Nghĩa. Hồi thứ 26. Bá Vương phong chư hầu thiên hạ. Lại nói, Bá Vương đem quân đến Ly Sơn, chỉ thấy tùng xanh trùm điện gác, bách lão khuất lâu đài, nhà rộng chứa muôn ngựa, thế núi khoanh ngàn dòng, lan can đá quanh co bạch ngọc, đường thần đạo vươn thẳng chân mây, bên trái, bên phải, tượng sư đà hổ báo thành hàng, phía đông, phía tây, hình văn võ giáp binh xếp dãy, cửa canh tráng lệ là quy mô trăm ngàn năm, lăng tẩm nguy nga, có hình thế muôn vạn đại. Bá Vương xuống ngựa, đến trước mộ đích thân giám sát quân sĩ khai quật. Ba quân cùng hô vang một tiếng, rồi người người ra sức, kẻ kẻ tranh đua. Tiếng búa rung mặt đất, bụi bốc kín bầu trời, điểu thú trốn bay, cáo cầy mất mật. Đào liền ba ngày, thì quật hết ngôi mộ lớn, nhưng không thấy chính huyệt ở đâu. Kiếm tìm trăm cách, mà không thấy chỗ để quan tài. Bá Vương nóng ruột, vội truyền lệnh kẻ nào biết chỗ mộ huyệt Thủy Hoàng sẽ được ban thưởng hậu. Bỗng thấy một người nói to, Đại Vương muốn biết huyệt đào thì chỉ có tiểu thần là có thể biết được. Bá Vương nhìn lại người ấy thì hóa ra là anh bố. Bá Vương bèn hỏi, ngươi làm sao biết huyệt đạo lăng tẩm của Thủy Hoàng? Bố nói, khi trước thần từng tham gia công trình ở Ly Sơn này, đốc quản phu dịch xây lăng mộ, cho nên biết rõ huyệt đạo. Bá Vương mừng lắm, sai anh bố đôn đốc quân sĩ theo hướng từ chính bắc đến chính nam, san phẳng suốt 10 trượng, đào xuống đất sâu 5 trượng, liền thấy có một khe rỗng, lại đào xuống sâu 5-6 thước nữa, thấy có cổng đá dựng cao, phía trong đều là thành đá, cửa đá, không còn chút đất cát nào nữa. Hai cánh cửa đã đóng chặt, anh bố bèn sai quân sĩ trèo lên trên thành, thấy có hai con rồng đá, một con bay lên, một con giáng xuống. Ở giữa có thèn đá, lấy búa sắt đập nát, bên trong nghe có một tiếng động vang lên. Cái thèn rơi xuống đất, cửa đá bèn mở. Vào trong thành đá, thấy có đường lớn, đều lát bằng đá trắng, hai bên đều có lan can, đi chừng hai dặm mới đến cửa mộ. Mở ra, bên trong có đại điện, hưởng điện, tẩm điện, tam cung lục viện, tạo dựng vô cùng đầy đủ. Trong tẩm điện chính là linh cữu của Thủy Hoàng. Trước mặt bày biện những đồ quý báu, chung quanh chất đống vàng bạc tới 60 vạn lạng. Các loại bảo vật có 120 món, tất cả đều lấy đem ra hết. Bá Vương định đánh tan quan tài đá của Thủy Hoàng, anh bố can rằng, không nên, đây chỉ là quách đá thôi, bên trong mới là quan tài đá. Ở giữa quan quách có tên sắt, pháo sắt viên, đá viên. Nếu tác động vào, những tên pháo đá bên trong sẽ phát nổ, nhất định làm thương vong quân sĩ, chỉ bằng cứ lấp đất chặn lại thì mới được vô sự. Bá Vương theo lời bèn thôi, chỉ đem vàng bạc của cải trở về khao thưởng quân sĩ. Lại thấy cung A Phòng, lầu gác tráng lệ, rực rỡ từng mây, liên lối không dứt. Bá Vương than bảo, chính vì cái này mà khiến nước Tần phải mất vậy, hao tổn tài lực thiên hạ, mới nên hai cung Ly Sơn A Phòng. Ta làm vương rồi, lưu lại những dấu tích này cũng vô dụng. Bèn sai quân sĩ thiêu rụi hết cung A Phòng. Những cung viện liền nối cùng cũng đều bị đốt cháy hết. Suốt 3 tháng trời, khói lửa vẫn chưa dứt. Bá Vương đốt cháy cung A Phòng rồi, khắp trong thành Hàm Dương, chẳng nhà nào không kinh sợ, chẳng người nào không oán hận. Các chư hầu đóng quân lâu ngày, ai nấy đều có ý muốn về, nhân bàn với Phạm Tăng rằng, chúng tôi đồn trú ở đây lâu ngày, mà Bá Vương không có ban thưởng phong tước gì, các địa phương nếu có biến loạn, thì biết xử trí thế nào? Tăng nói, tôi cũng đang muốn tâu rõ với Đại Vương, chẳng ngờ các ông cũng có ý bản như thế. Tăng bèn cùng mọi người đến gặp Bá Vương, tâu rằng, các tướng sĩ chư hầu thiên hạ theo bệ hạ phạt Tần đều có công lao khó nhọc, nay đồn trú lâu ngày phí dụng rất nhiều, thỉnh tấu bệ hạ xét công phong thưởng rồi cho ai về đất ấy thì thần tiện ích vậy. Bá Vương nói, chư hầu đóng ở đây đã lâu, ta cũng đang muốn ra phòng,
lời tâu của các khanh chính hợp ý trẫm. Nhân lại bàn kín với tăng rằng, xưa Hoài Vương có hẹn, ai vào quan trung trước thì làm vương ở đó. Nay bái công vào trước, đáng phải làm vương quan trung. Nếu như chiếu công lao mà ra phong, bái công cũng đáng phong vương trước tiên, tân sẽ dựng đô ở Hàm Dương. Chỉ e rằng, ông ta sẽ đóng giữ hiểm ải, thành ra hậu họa. Vì thế mà ta vẫn nghi hoặc chưa quyết. Tiên sinh có cao kiến gì, xin sớm liệu tính cho, sau đó mới tiện theo thứ tự mà ra phong được. Tăng nói, Ba Thục là nơi tội địa của nước Tần, núi sông hiểm trở, địa phương gian khó. Phong bái công làm Hán Vương thì vẫn không trái lời hẹn làm vương ở quan trung. Lại phong cho Trương Hàm, Từ Mã Hân, Đổng Ế làm Tam Tần Vương, đóng chặn đường vào Hán Trung, khiến cho bái công phía Nam không tiến được, phía Đông không về được. Già chết ở Hán Trung thì tuy là gia phong mà thực là lưu đày vậy. Vũ nói, kế ấy hay lắm. Rồi truyền lệnh cho quân chính ty tra xét công trạng các chư hầu cùng các tướng sĩ để theo thứ tự mà phong thưởng. Bèn phong cho bái công làm Hán Vương đô ở Nam Trịnh, cai quản 41 huyện. Những người khác cũng đều có phong thưởng. Trương Hàm làm Ung Vương đô ở Phế Khâu, cai quản 38 huyện ở Thượng Tần. Tư Mã Hân làm Tái Vương đô ở Dược Dương, cai quản 18 huyện Hạ Tần. Đồng Ế làm Địch Vương đô ở Cao Nô, cai quản 30 huyện Trung Tần. Thân Dương làm Hà Nam Vương đô ở Lạc Dương, cai quản 20 huyện ở Hà Nam. Tư Mã Ngang làm Ân Vương đô ở Triều Ca, cai quản 32 huyện của Hà Nam. Anh Bố làm Cửu Giang Vương đô ở huyện Lục, cai quản 45 huyện. Cung Ngao làm Lâm Giang Vương, Ngô Nhuế làm Hành Sơn Vương, Điền An làm Tế Bắc Vương, Ngụy Báo làm Tây Ngụy Vương, Trường Nhĩ làm Thường Sơn Vương, Tang Đồ làm Yên Vương, Triệu Yết làm Đại Vương, Điền Hoành làm Thượng Tài Vương, Điền Úc làm Trung Tài Vương, Trịnh Sương làm Hàn Vương, Trần Thắng làm Lương Vương, Điền Vinh làm Tiền Tài Vương, Điền Khánh làm Tiền Triệu Vương, Trần Dư làm Bắc Triệu Vương, Điền Thị làm Giao Đông Vương, Hạng Chính làm Xuân Thắng Quân, Hạng Nguyên làm Ân Thắng Quân, Phạm Tăng làm Thừa Tướng, gọi là Á Phủ, Hạng Bá làm Thượng Thư Lệnh, Trung Ly Muội làm Tả Tư Mã, Đinh Công làm Tả Tướng Quân, Long Thư làm Đại Tư Mã, Quý Bố làm Tả Tư Mã, Ung Sỉ làm Tả Tướng Quân, Lưu Tồn làm Hậu Tướng Quân, Trần Bình làm Đô Úy, Hàn Sinh làm Tả Gián Nghị, Vũ Thiệp làm Hữu Gián Nghị, Hoàn Sở làm Đại Tướng Quân, Vu Anh làm Dẫn Chiến Đại Tướng Quân, Tử Kỳ làm Đại Tướng Quân, Hàn Tín làm Chấp Kích Lang. Ai nấy đều đã được phong tước đâu đấy, lại bày yến tiệc khoản đãi, rồi ban chiếu truyền khắp trong ngoài. Lại nói, các tướng của bái công thấy bái công được phong làm Hán Vương thì đều kinh ngạc thất sắc, chẳng ai không nói. Ba Thục là nơi tội địa của Tần, chúa công ta vào Hàm Dương trước mà lại bị đẩy ra Hán Trung. Đây tất là kế của Phạm Tăng rồi, chi bằng hội họp các tướng, chỉnh đốn quân mã, cùng đối địch với Bá Vương, bắt theo như lời hẹn của Hoài Vương, thì mới mong khỏi già chết ở đất bao trung được. Nếu không thế, quyết không thể sống mà về quê quán được. Phản Khoái kêu to, các tướng nói phải lắm, ta xin làm tiên phong, hãy cùng ta đi giết Bá Vương. Hán Vương cũng nổi giận nói, cho ta làm vương quan trung, dựng đô ở Hàm Dương, ấy là lời hẹn của Hoài Vương vậy, nay lại đày ta ra nơi tội địa, núi cao trùng điệp, há có thể một buổi mà ở được ư? Bọn thừa tướng Tiêu Hà can rằng, tuy làm vương Hán Trung có khổ, nhưng lại chẳng hơn phải chết ư, có thể chịu khuất ở dưới một người mà vươn lên đứng đầu muôn người. Vua Thang, vua Vũ xưa chính là người như thế. Thần nguyện đại vương làm vương Hán Trung, yên vỗ dân chúng ở đó để các bậc hiền nhân theo về, thu dụng Ba Thục, rồi lại định Tam Tần, thì thiên hạ có thể mưu tính được vậy. Trương Lương cũng can rằng, Thục tuy là nơi tội địa của Tần, nhưng trong có non vây kiên cố, ngoài có núi dựng hiểm trở, tiến thì có thể kiêm tính thiên hạ, lui thì có thể cự hiểm mà giữ.
Sở dẫu có quân đông trăm vạn, há có thể đến cướp ta ư? Đó chính là đất giúp Hán dấy lên, là nơi nuôi dưỡng sức mạnh vậy. Đại vương nên hân hoan mà lĩnh mệnh, ngay trong ngày xin đến đó luôn mới được. Nếu như hơi có một chút ý bất mãn, kẻ kia tất sẽ tìm cớ làm hại, thì hóa ra mắc mưu chúng. Phạm Tăng lúc nào cũng chỉ muốn hại đại vương, mà đại vương lại vẫn không hay cơ sự, còn muốn đối địch với Sở. Huống chi, Sở này binh cường thế mạnh, há chúng ta có thể chống lại được ư? Hán Vương đứng dậy tạ rằng, nếu không có lời tiên sinh, thì ta đã sai lầm rồi vậy. Lịch Dị Cơ nói, ở Hán Trung có ba điều lợi, còn nếu ở Quan Trung thì lại có ba điều hại. Ba điều lợi ấy là gì? Đất thục, đường đi hiểm trở, khiến người không thể biết thực hư, ấy là một điều lợi vậy. Có thể thao luyện binh mã, quen với việc trèo đèo lội suối, ấy là hai điều lợi vậy. Lòng người hướng về, ai nấy cũng nỗ lực, ấy là ba điều lợi vậy. Còn ba điều hại kia là gì? Phong Bái tuy là cố hương, nhưng Hàn, Ngụy sát liền bên cạnh, dễ biết những việc trong nước của ta, ấy là một điều hại vậy. Nếu muốn giấy binh mã mà đánh Sở, Phạm Tăng tất biết rõ nông sâu, dễ dàng phòng bị công kích, lại thành ra họa bất trắc, ấy là hai điều hại vậy. Lòng người có khi lung lay, chẳng ai không chuộng lớn mà khinh nhỏ, thích mạnh mà sợ yếu, thấy bên Sở hưng vượng, ắt sẽ chạy theo, kẻ nào sẽ chống giữ cùng đại vương đây, ấy là ba điều hại vậy. Đại vương hãy nên dàn lòng cố gắng, nằm gai nếm mật, thì vương nghiệp có thể mưu tính, thiên hạ có thể giành được vậy. Hán Vương mừng lắm, bèn bàn bạc việc lên đường. Phạm Tăng chợt nghĩ ra, Lưu Bang là người mệnh hỏa, phàm cờ hiệu vẫn chuộng sắc đỏ, nay đến ở Hán Trung, là phương Tây hành kim vậy, kim được hỏa, tất thành đại khí, bèn vội vàng đến gặp Bá Vương nói. Lưu Bang thấy được phong làm Hán Vương có ý bất mãn lắm. Các tướng của Lưu Bang đều là người Sơn Đông, nên ai nấy đều oán hận bất bình, cho rằng bệ hạ bội ước, nếu chẳng nhân đó trừ đi thì tất thành hậu họa. Bá Vương nói, chiếu phong ta đã ban ra, cơ nghiệp đã định rồi, lại còn thay đổi thế nào được? Tăng nói, ngày mai chúng tướng đến gặp bệ hạ, bệ hạ hãy hỏi Lưu Bang, ta phong ngươi làm Hán Vương, cho ngươi đến bao trung, ngươi có đi hay không đi? Nếu như Bang nói rằng đi, thì là tự ý muốn đi, còn nếu nói không đi, thì tức là muốn làm vương ở Quan Trung. Bệ hạ hãy lập tức ra lệnh chém đầu, để trừ mối họa. Bá Vương cho là phải. Hôm sau, bọn Hán Vương đến gặp Bá Vương, hành lễ xong xuôi, Bá Vương bèn hỏi, Hán Vương, ta phong cho ngươi đất bao trung, ngươi đi hay không đi, cứ việc nói rõ. Hán Vương nói, ăn lộc của vua, mệnh nằm trong tay vua, làm sao dám nói rằng đi hay không được. Thần cũng giống như con ngựa của bệ hạ vậy, ra roi thì đi, giật cương thì dừng vậy. Bá Vương cười nói, khanh thật là giỏi ví von vậy. Bèn không có ý muốn giết Hán Vương nữa. Kịp khi Hán Vương về tới Hán Doanh, Từ Phong vội vàng đến gặp, nói, đại vương có biết mối nguy ngày hôm nay không? Đại vương nói, không biết. Từ Phong nói, hồng phúc của bệ hạ lớn lắm. Khi nãy Bá Vương hỏi bệ hạ đi hay không đi, nếu không phải đại vương giỏi đối đáp, thì ắt đã bị họa sát thân rồi. Hán Vương nghe nói ngạc nhiên, bèn hỏi Lương rằng, nhẽ ở lại đây lâu, ắt là sẽ sinh bất trắc, làm thế nào bây giờ? Lương nói, đợi thần gặp Hạng Bá, Trần Bình, rồi sẽ bàn bạc. Đại vương hãy dặn dò các tướng sẵn sàng hành trang, đợi lệnh Bá Vương ban xuống, sẽ lập tức khởi hành để tránh bị mưu hại. Trương Lương liền tới gặp Hạng Bá, Trần Bình, nói rõ chuyện Phạm Tăng có ý mưu hại. Hán Vương nay nóng lòng muốn khởi hành mà chưa có kế thoát thân, thiết nghĩ hai ông tất có diệu kế mà cứu giúp cho, nếu ngày sau Hán Vương được làm nên, quyết không dám quên chuyện hôm nay vậy. Trần Bình trầm ngâm hồi lâu, rồi ghé tai Trương Lương nói nhỏ như thế, như thế. Lương nghe xong, nói, kế ấy hay lắm. Không biết Trần Bình bày kế thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.